Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ nhân trụ Bồ Tát thừa, do tưởng chấp trước nên không thể tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa không chấp trước và hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì sao vậy? Này kiểu thi ca, vì chẳng phải bản tánh của sắc có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thọ tưởng hành thức có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của nhãn xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của nhĩ tĩ thể thân ý xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của sắc xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thanh hương vị xúc pháp xứ có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của nhãn giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh tánh của sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc. Cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của nhĩ giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc. Cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tĩ giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc. Cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thiệt giới có thể hồi hướng chẳng phải bản tánh của vị giới thể thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sinh ra có thể hồi hướng chẳng phải bản tánh của thân giới có thể hồi hướng chẳng phải bản tánh của xúc giới thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của ý giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp giới, ý thức giới và ý xúc. Cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của địa giới có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của thủy hỏa phong không thức giới có thể hồi hướng. Chẳng phải bản tánh của vô minh có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của hành, thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu danh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não có thể hồi hướng. Này kiểu thi ca, chẳng phải bản tánh của bố thí ba la, mật đa có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la, mật đa có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp không nội có thể hồi hướng chẳng phải bản tánh của pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rút giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh có thể hồi hướng chẳng chẳng phải bản tánh của chân như có thể hồi hướng, chẳng phải bản tánh của pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ có thể hồi hướng.